Quý vị thân mến, bất cứ du khách nào đến với Điện Biên cũng không thể bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng bức tranh panorama độc đáo tái hiện lại toàn cảnh chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ. Theo thống kê, trong ngày 29 tháng 4 vừa qua có hơn 14.800 lượt khách và đến hết ngày 30 tháng 4 là hơn 17.000 lượt khách tham quan bức tranh này. Và đến thời điểm này, khi ngày kỷ niệm chiến thắng lịch sử đang đến gần, bức tranh vẫn đang tiếp tục thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách. Nhân những ngày tháng năm lịch sử, những người lính của Hội Cựu Chiến binh xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đã vượt hơn 500 cây số đến với Điện Biên. Tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh panorama khổng lồ về lịch sử hào hùng của cả dân tộc trong 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, họ không khỏi xúc động và tự hào. Chúng tôi rất là phấn khởi vì lên thấy một bức tranh hào hùng của dân tộc mà các nghệ sĩ và các họa sĩ đã làm nên rực rỡ, gọi là một cả một bầu trời của Điện Biên Phủ. Đúng là không có gì tả nổi bằng những cái bức tranh này, nó đã đủ một cảm xúc trong những cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Cái bức tranh này để ôn lại những cái lịch sử lừng lẫy của dân tộc Việt Nam, cũng như các anh hùng, cũng như thể là cố đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy và đánh thắng rót ra. Bức tranh toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ được vẽ bằng chất liệu sơn dầu, có diện tích 3.225 m², trong đó tái hiện 4.500 nhân vật. Đây là một trong những bức tranh về đề tài chiến tranh lớn nhất thế giới. Bức tranh được phân thành 4 chừng đoạn lịch sử theo chủ đề: toàn dân ra trận, khúc dạo đầu hùng tráng, cuộc đối đầu lịch sử và khúc khải hoàn mừng chiến thắng. Tất cả các hình ảnh và sự kiện được sâu chuỗi, kết nối liền mạch theo diễn biến của chiến dịch. Hoành tráng, sinh động và ý nghĩa là cảm nhận của hầu hết người tham quan. Đi qua tham khảo bức tranh này thì chúng tôi cảm thấy là bức tranh là phản ánh rất công phu, hiện đại. Thế mà qua cái bức tranh này chúng tôi cảm nhận thấy là thấy được là cái sự thống nhất, đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Cái thai thể hiện sự hào hùng, hoành tráng của quân đội dân Việt Nam. Mặc dù là có gian khổ nhưng mà chúng ta đã chiến thắng. Với bảo tàng thì hoạt động chuyên môn chủ yếu là các tài liệu hiện vật và các cái cuộc triển lãm. Nhưng với một bức tranh hội họa về chiến thắng Điện Biên Phủ thì nó đã tạo nên một cái sức hút rất lớn đối với công chúng tham quan. Khi đến thăm bức tranh này thì hầu hết người dân cũng như là kể cả khách quốc tế đều cho rằng là một cái bức tranh đã tái hiện lại cho họ hiểu thế nào là cuộc chiến 56 ngày đêm, thế nào là những tấm gương chiến đấu dũng cảm trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, lượng du khách tham quan bức tranh panorama đạt gần 17.000 người trong một ngày. Để phục vụ tốt nhất cho du khách, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ đã bố trí các ca tham quan bức tranh liên tục trong giờ mở cửa với thời gian 30 phút một ca. Riêng trong dịp này, bảo tàng sẽ mở cửa đón khách tham quan cả vào các tối ngày 6 tháng 5 và ngày 7 tháng 5 và vào các ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần cho đến hết tháng 5. Đây là một tác phẩm hội họa về đề tài chiến tranh. Chúng tôi được tiếp nhận cho đến thời điểm này là 3 năm. Tuy vậy thì sức hút của nó thu hút công chúng đến với bảo tàng, đến tham quan bức tranh ngày càng tăng, không hề giảm. Năm 2022 chúng tôi đón 220.700 lượt khách. Năm 2023 chúng tôi đón 155.686 lượt khách. Và đến thời điểm này thì bảo tàng đã đón gần 200.000 lượt khách đến tham quan chỉ trong quý 1 của năm 2024. 70 năm đã trôi qua, nhưng những trang lịch sử hào hùng của dân tộc vẫn đang được tái hiện và lưu giữ để lớp lớp con cháu thấu hiểu được ý nghĩa và giá trị của hòa bình và độc lập. Và đây cũng sẽ là một điểm nhấn mới mẻ để thu hút du khách trong và ngoài nước đến với du lịch văn hóa lịch sử